Mirai và Kim chiến thắng vẻ vang với trận battle đen đầy kịch tính, thành công phá quỷ âm mưu của nhóm cô nàng Ali xấu tính. Bộ ba Nam Phong, Hiên Nhi và Bobby tiếp tục bận rộn với những dự án âm nhạc, trong khi cô nàng mơ mộng nếp bàng hoàng với nghi vấn người bạn của cô thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay chính là Anna đang làm chuyện phạm pháp. Vậy công việc của Anna là gì? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Đường đua Idol Thế hệ Z. Có cái gì ghê vậy? Cái gì mà sắc chết chóc vậy? Bà ơi, có con này nó âm binh từ nào giờ? Bà bị lừa rồi đó. Sao người Sài Gòn ai cũng nói dối hết vậy? Đụng trúng cái ổ massage trá hình, còn bị gạ gẫm nữa. Làm gì mà gây thế? Tôi nói cho mấy người biết, đừng có giở trò ở đây, tôi báo công an đó. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta sáng hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình gần em hơn. Tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, và trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Mira sao lâu về quá ta? Đi chơi với trai là về đó đó. Thiệt luôn á. Đi với mình không biết được vậy không? Tôi về rồi nè. Ủa Mira, trời ơi, cái người mê trai mà bỏ bạn về rồi kìa. Mê trai gì đâu, tụi tôi mới biết nhau thôi mà. Tại anh giúp tôi trực nhật á, nên làm quen thôi. Vậy luôn. Tôi thấy hình như ảnh để bà lâu lắm rồi á. Mira nhà mình á, có sức hấp dẫn ghê ta. Em đã biết nó tiếng yêu đầu tiên. Qua bộ thời gian tới là khó gặp được mấy rái lập đó. Bà nói gì vậy? Tôi đã nói là tụi tôi chưa có gì hết mà. Mà nhìn mặt tôi giống mê trai bỏ bạn lắm hả? À mà Lizzy, mẹ bà già có nghi ngờ gì không vậy? Ừ thì mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì hết á. Coi như là qua kiếp nạn này. Nhưng mà mỗi lần tôi điện về cho mẹ tôi là tôi phải căng cái não ra để đối phó. Sợ nói hớ ra là chết. Gọi điện thoại về cho mẹ mà cứ như đi đánh trận ý. Tôi thì không giống bà Lizzy. Tôi sợ trên thành phố nè. Hồi mới lên á, tôi tưởng ở đây có nhiều điều hay lắm nè, còn được sống tự do nữa. Mà ai ngờ tự lập khó vậy luôn á. Mới lên mà tôi đã bị lừa rồi. Con người ở trên này á không có hiền giống như người ở dưới quê. Nghĩ tới mà dở mộng. Thôi, ba con cọ tụi tôi đây mà.
Nhưng mà bà cũng phải học hỏi những kỹ năng cơ bản đi, để về sau có gì mà con tự xoay sở nữa. Ừ, mà cảm ơn mấy bà nha. Nhờ có mấy bà mà tôi có thêm động lực để theo đuổi đam mê á. Nhờ anh Ken nữa. Hả? À, ý tôi á là mấy bà tiếp thêm sức mạnh cho tôi á. Trời ơi, ngay bà đặt sến xúa nữa. Nè, uống không? Uống chứ. Thôi, tưởng no rồi. Ừ. Bà xem kìa, bà xem kìa. Gì? Bên kia. Trời ơi, coi cái gì ghê vậy? Gì mà sách chết chóc vậy? Cái này là khu tự học của người ta mà. Bà ơi, có con này nó âm binh tự não giờ. Nhưng mà sách này ghê quá à. Nhìn nó dị dị, giống như người coi âm á. Ghê quá à. Thôi kệ nó bà ơi, kệ đi đi, mình học cái đi. Kệ đi. Chào Đông Đông. Tôi có cái này ngon lắm. Hay là mình ăn chung nha. Cảm ơn bạn, mình không đói. Đông Đông à, bà có buồn chuyện gì hay ức ức thì cứ nói ra đi, đừng có giữ trong lòng. Như vậy sẽ giết dần giết mòn bà đó. Cũng chẳng sao. Nếu bà bị ai bắt nạt hay chèn ép thì bà cứ nói ra đi. Nếu mà giúp được, tôi sẽ giúp. Tôi không sao, bà không cần bận tâm tôi đâu. Đông Đông à, thật ra tôi rất muốn giúp bà đó. Bởi vì tôi đã từng nếm trải cảm giác cô độc này rồi. Không biết bám víu lấy ai, cũng không ai hiểu nỗi đau của mình. Tôi không sao, không cần bà phải bận tâm. Bà để tôi yên đi. Bà Kim, Đông Đông bị làm sao vậy? Không sao đâu. Mà sao tự nhiên Đông Đông lại nổi cáu vậy ta? Thật ra thì tôi muốn giúp bả, nhưng mà hình như tiếp cận chưa đúng cách. Rốt cuộc Đông Đông bị làm sao vậy? Thấy bả cứ sao sao ấy. Cũng không trách được bả đâu. Hình như là gia đình Đông Đông không được êm ấm. Việc này đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của bả đó. Sao bà biết? Tôi đoán thôi. Nhìn cách bả không chịu mở lòng với ai hết, mất niềm tin vô tất cả, những tổn thương đó chỉ có thể được gây ra từ nơi tưởng chừng như là an toàn nhất, gia đình. Tội nghiệp. Nhưng Đông Đông không chịu nói chuyện thì làm sao mà biết được. Thôi bà ăn đi, chiều còn có sức mà đi tìm việc nữa. Ừ. Dạ con chào cô ạ. Hai đứa này đâu rồi? Dạ cô ơi, con thấy cô có dán tuyển đăng ký phục vụ, cô còn nhận không ạ? À con, quán cô đang thiếu hai chân chạy bàn đây nè. Mà hai đứa là sinh viên hả? Dạ, dạ. Vậy chứ lý lịch làm sao? Quê quán ở đâu? Học trường nào? Dạ con ở ngoài Bắc vào đây mới học ạ. Trọ của con cũng gần đây đó cô, nên là con muốn tìm việc nào mà ở gần trọ ấy ạ. Còn trường con học là trường âm nhạc La La. Còn bé này? Dạ con cũng học trường La La luôn ạ. Con người bạn này vừa học chung lớp mà vừa ở chung nhà. Khác cái là quê con ở miền Trung. Cũng mà nhận từ con đảm bảo cô sẽ không thất vọng đâu ạ. Cô nhận con nha cô. Cô nhận tụi con nha cô. Ừ, thì cô nhận. Nhưng mà cô chỉ nhận bé này thôi. Sao vậy cô? Bọn con cùng lớp, cùng trường,
Rồi cùng nhà sao cô chỉ nhận mỗi con thôi ạ? Cùng trường, cùng lớp, nhưng mà không có cùng quê. Chỗ đó đó mới là vấn đề đó. Lo sao ạ? Là sao ạ? Nói khách nghe sao mà hiểu nổi. Tôi đây muốn nghe phải căng cái lỗ tai ra, phải dò từng chữ đó. Vậy con sẽ cố gắng sửa từ từ, nói chậm lại được không cô? Trời, cái giọng nhẽo 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 nghe mà bực mình à, không thích. Vậy thôi, còn cô này nữa, có làm hay không nói cho biết coi. Dạ con thưa cô, người nói khó hiểu hay không không phải là do người nói ạ, mà là do người nghe chậm tiêu thôi ạ. Cô nói lại gì? Nói lại lần nữa coi. Thì con nói rồi đó, con bảo cô chậm tiêu là không sai mà. Bực mình quá, thấy hai con nhỏ này, tao tao kêu bảo vệ ra không nào tụi bay hết bây giờ đó. Trời đất ơi, chắc khớp bực mình gì đâu á. Dạ chào chú. Em nghe, em cứ ngồi đi. Anh có thể giúp gì được cho em hả em gái? Dạ, con là sinh viên, muốn đi tìm việc ạ. Con thấy trên mạng á, nhà hàng của mình có đăng tuyển lễ tân, cho nên con đến ứng tuyển đó chú. Huỳnh Thiên Kim à, sinh viên à. Em làm lễ tân hả? Dư tiêu chuẩn luôn đó. Thật hả chú? Thật chứ. Nhưng mà theo anh nghĩ lễ tân như em không thích hợp đâu. Hơi cực đó. Đứng cả ngày tê cả chân, thậm chí phải mỏi miệng mời khách rồi tư vấn cho khách. Cái đó không sao đâu chú, con chịu cực giỏi lắm. Hay là chú có cho con thử đi. Nhưng mà có việc tốt cho em. Xinh đẹp như em, làm việc nhẹ hướng cao. Dạ, việc gì vậy ạ? Bên anh đang cần tiếp viên, việc nhẹ nhàng, tiền bo em giữ hết. Mà công việc nhàn hạ mà nhiều tiền nữa. Nhưng mà tiếp viên nhà hàng là sao ạ? Thì tụi anh đó là kinh doanh. Phía ngoài này ăn uống, phía trong kia là chỗ thư giãn cho khách. Khách nhậu nhẹt xong rồi cần thư giãn. Ở trong đó em có tiền nhiều lắm, hơn người ta đó em gái à. Ra là vậy. Xin lỗi nha, tôi không có nhu cầu đó. Ê, ê, ê. Làm gì mà gay thế? Anh biết em là sinh viên, phải trang trải cho cuộc sống. Lúc đầu chưa quen, nhưng anh đảm bảo với em, em cầm gọt tiền cuối tháng em quen ngay, ghiền luôn đó. Ghiền hả? Nhưng mà tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Nè, tôi nói cho mấy người biết, đừng có giở trò ở đây, tôi báo công an đó. Nghèo mà tự trọng, gặp đất mà ăn, đồ đành con. Gì vậy? Ủa Kim, Kim sao rồi, bà tìm được việc làm chưa? Nhắc tới là nóng máu luôn đó. Đụng trúng cái ổ massage trá hình, còn bị gạ gẫm nữa. Nghĩ lại thiệt chứ, muốn đấm cho thằng cha đó mấy cái. Ủa mà mấy bà sao rồi? Tôi không nghĩ là tìm việc làm thêm là gian nan vậy luôn á. Mấy bà ơi, coi nè, tôi tìm được việc làm á. Ủa thiệt hả? Sếp của tôi á, với mấy người làm chung ai cũng thương tôi á, còn tận tình chỉ dẫn tôi nữa. Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ ta ơi. Ủa mà bịch gì đấy? À cái này là công việc của tôi nè, tôi nhận hàng về bán. Tôi làm nhân viên bán hàng á. Ủa Mirai, bà cầm cái đống này về có phải thế chấp tiền gì không vậy? Có 5 triệu á. Mà sếp tôi nói bán cái này là lời gấp đôi luôn, còn được thăng hạng nữa.
Mirai ơi là Mirai. Ủa mấy bà làm sao vậy? Trời ơi, tôi lạy bà luôn á Mirai. Tiền thì đã không có rồi, còn cúng cho bọn lừa đảo đó mớ tiền nữa. Tôi lạy bà, nếu mà bán lên như vậy sao người ta không từ bán đi mà để cho bà bán làm gì? Bà tưởng cái gì cũng dễ vậy hả? Nó lừa bà bán những cái thứ người ta không mua để lấy tiền bà đó. Đúng rồi đó, bà thử đem mấy cái này đi bán xem có ai mua không. Vậy tôi bị lừa nữa hả? Đây là số tiền ít ỏi còn lại của tôi á. Nè mấy đứa, làm gì ngồi ủ rũ vậy? Ủa sao vậy mấy em? Chào anh chị. Sao giờ sao buồn vậy? Hôm nay là ngày xô của tụi em hay sao á? Xin việc thì không được, lại còn bị lừa nữa. Tụi em tìm việc part time hả? Dạ, nhưng khó lắm anh ơi. Tìm việc thì đã khó rồi, mấy người mượn thì lại xấu xá nữa. Lúc con phải cứng đổi lịch học nữa. Ủa, nếu mà khó như vậy á thì sao tụi em không có tự tạo công việc cho mình làm đi? Không phải phụ thuộc thời gian vào ai mà tụi em còn có vốn liếng sẵn nữa chứ bộ. Ủa, vốn liếng sẵn ở đâu ra chị? Thì tụi em rất là tài năng. Ý chị là sở trường của tụi em đúng không? Vốn liếng âm nhạc, nghệ thuật. Đúng rồi. Đúng rồi, chứ tụi em đang nghĩ gì? Ý của anh chị á là tại sao tụi em không tự tạo việc làm cho mình bằng chính tài năng của tụi em? Giống như là mở một kênh YouTube, vừa chủ động được thời gian nè, xong rồi còn là sao rèn luyện được kỹ năng cho tụi em nữa. Mà nếu tụi em thành công nha, kiếm không ít đâu. Hóa là như vậy mà làm tụi em tưởng. Ừ ha, sao tụi mình không nghĩ ra nhở? Lập một kênh YouTube riêng mang phong cách của tụi mình. Nói về cái đó đó, hay là để người chị đi trước nói đi sẽ hay hơn đó. Thì xem nào, để lập một kênh về giải trí á, thì chị nghĩ việc đầu tiên các em cần phải làm đó chính là các em phải xác định rõ được màu sắc của tụi em sẽ như thế nào, phong cách của tụi em sẽ ra sao, đối tượng khán giả mà tụi em hướng tới là như thế nào, và đặc biệt là bọn em muốn biểu diễn những cái gì. Thì chị nghĩ đây chính là những cái cột mốc quan trọng mà tụi em cần phải xác định rõ. Tụi mình có nhiều cá tính khác nhau đúng không? Chắc chắn nhóm mình sẽ mang nhiều màu sắc lắm đó. Tụi em tài năng mà, anh tin là kênh của tụi em sẽ rất là thú vị đó. Nhưng mà tụi mình chỉ mới biết phần trình diễn, còn phần kỹ thuật Tụi em đừng có lo, đừng có quên á là ở nhà kế bên tụi em là một producer đó. Lại tụi anh chị sẽ giúp em mà. Đúng rồi, Poppy sẽ hướng dẫn cho tụi em cách sử dụng máy. Còn chị thì chị nghĩ là make up nè, biểu cảm nè, rồi kỹ thuật thanh nhạc thì cũng như là sở trường của chị, cho nên chị sẽ chỉ tụi em. Tốt quá rồi. À, mọi người đợi em xíu nha. Ô, kìa, vô rồi kìa. Tên tê. Bây giờ mình ăn mừng cho kế hoạch siêu to khổng lồ của mình đi. Ủa, nhưng mà khoan, lúc nãy bà mới bị lừa tiền mà. Thì có sao đâu, em mốt tôi nổi tiếng, tôi lấy lại mấy hồi. Ê, cho tôi chai kirin latte cà phê caramel đi, tôi thích vị đỏ nhất đó. Nè, cho bà nè, ai cũng có phần hết luôn. Anh cũng muốn một chai latte caramel. Nhưng mà em hết rồi. Cảm ơn em. Nào, bây giờ mình chúc mừng kênh YouTube mới của mình đi. Yo. Yo. Vui vẻ ông Bảo nè. Đúng rồi, vui vẻ ông Bảo. Mà đợi Vinh nó cua được thông kim á, tao nghĩ là lúc đó mà thằng Vinh á nó đủ trình mà nó cua được mấy cái em siêu mẫu trên tivi luôn. Vậy từ giờ tụi mình sẽ quyết tâm, cùng nhau quyết tâm nha.